Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân cầm lên tay là một cái hộp đựng xì gà muốn giới thiệu đến với tất cả quý khách. Đây chất liệu bằng da đà điểu. Thì như quý khách đã biết, Kỳ Lân là đơn vị chuyên về tất cả những sản phẩm đẳng cấp luxury, những sản phẩm luxury, những sản phẩm cao cấp. Về tất cả những sản phẩm như là điện thoại vừa tu, đồng hồ, nữ trang, thời trang, kim cương, vàng và đồ da, vân vân vân. Và những sản phẩm nào liên quan đến luxury, đẳng cấp đỉnh cao thì Kỳ Lân có hết. Thì đây là sản phẩm bằng da đà điểu. Nếu quý khách không thích da đà điểu thì chọn da cá sấu. Không thích da cá sấu thì da cá mập. Tất cả những loại da cao cấp mà Kỳ Lân sẽ đồng hành cùng với quý khách. Và bây giờ mình sẽ cận cảnh chi tiết vào cái sản phẩm này. Trong này là gỗ hương đá. Đó, mình làm cái gì nó cũng phải có cái sự chuyên môn. Thì cái gỗ hương đá này nó sẽ giữ vị được cho xì gà rất là ok. Thì Kỳ Lân cũng đã thử nghiệm rất là nhiều loại gỗ rồi. Thì Kỳ Lân chọn được cái này là ok nhất và nó sẽ phù hợp cho sản phẩm cao cấp của Kỳ Lân Luxury. Điểm nhấn ở đây là trong này là hóa để giữ xì gà lại, hai dây ràng lại đó là bằng da cá sấu. Hai cái nút gài đây cũng vậy. Mình có thể để bật lửa hay là để đồ cắt. Rồi, Kỳ Lân sẽ bỏ xì gà vào thử nha. Rồi, Kỳ Lân sẽ bỏ vào đồ cắt vào luôn. Khi mà chúng ta sử dụng hút xì gà mà không có một cái bóp, một cái túi để đựng xì gà như thế này thì đó là một cái bất tiện. Bởi vì khi chúng ta cầm một cái túi clutch hoặc là cái túi xách như thế này mà mình bỏ đồ, bỏ xì gà, những cái đĩa xì gà, đặc biệt là những cái đĩa mình hút rồi mình cắt á, thì nó sẽ rất là hôi cái túi xách của mình, cái túi clutch của mình. Vì vậy mình có một cái bóp chuyên dụng để đựng xì gà. Đối với những cái xì gà mình hút thì mình đi đâu á, mình mang theo, mình cầm bóp này rất là sang. Mình chỉ cầm vừa đủ những điếu mình đi mình hút trong bao nhiêu ngày nữa thôi. Và khi hút hết đó, thì mình cắt điếu xì gà ra. Mình dùng đồ cắt. Mình cắt cái điếu xì gà. Xong mình để vào đây. Còn nếu như chúng ta kỹ nữa thì chúng ta dùng cái tọc bô để chúng ta đút cái điếu xì gà vào trong cái điếu tọc bô. Rồi chúng ta đút nguyên cái điếu xì gà có trong cái ống tọc bô đó đút vào đây. Thì cái ống tọc bô đó giữ chặn được mùi hôi thoát ra ngoài. Và bỏ vào đây thì nó sẽ không thoát được cái mùi hôi bám vào ví. Và đặc biệt nếu như trong đây mình đã dùng cái chất liệu da rồi và cộng với cái gỗ, đây là gỗ hương đá, nó giữ vị nữa rồi, thì mình có cắt đi nữa thì mình để đây nó, nếu có hôi nha thì nó hôi trong cái túi này thôi. Thì khi mình lấy ra mình hút thì nó không ảnh hưởng tới cái cặp túi xách của mình. Đây là một bộ nè, túi và bóp đựng xì gà và túi clutch, rất đẹp, rất sang. Đó, thì đi chúng ta kẹp như thế này. À, cầm như thế này, đựng đồ, đựng xì gà, rất đẹp. Vâng, như vậy là clip giới thiệu về cái túi đến đây là kết thúc. Nếu quý khách nào muốn những cái túi như thế này, những cái bóp đựng xì gà thế này, hoặc là muốn thiết kế riêng, hoặc là muốn tạo những option riêng ở trong này, thì cứ liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân luôn luôn đáp ứng sẵn sàng tất cả điều đó, bởi vì Kỳ Lân chuyên về đồ da cao cấp, đồ luxury. Cảm ơn quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip. Một lần nữa Kỳ Lân trân trọng cảm ơn và chúc toàn thể tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công để đến với Kỳ Lân Luxury. Một lần nữa Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công, và hãy đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.